Trần Long Vũ. Lê Bảo Minh cơ hội, tỷ số là 3-2. Cầu thủ Lê Bảo Minh đã tận dụng quá hay ở những tình huống cố định, thưa các bạn. Quá tốt rồi, đó là cú hat-trick của số 14 Thế Nhân. Xin chào em. Hiện tại là mình đang ở nhà thi đấu Đặng Điểu để xem, và lát nữa mình sẽ có một tiết mục biểu diễn tập bóng nghệ thuật tại đây, khai mạc giải bóng đá trung học phổ thông trên kia do trường Đại học Văn Lang tổ chức. Và sau tiết mục đó của mình sẽ sang nhà văn hóa niên mừng ngày sân khấu Việt Nam, mình có nhận một cái bằng khen bên ấy nữa, thì mọi người cùng chờ xem nhé. Quên, trong thời gian này thì Lê Minh FC đang chuẩn bị thi đấu tại sân Phước Long A quận 9 cho vòng bảng giải SBL S3, Playoff SBL S3. Rồi, mình cũng sẽ, trong khoảng thời gian mình đang làm ở đây, mình cũng sẽ ngồi xem livestream trận đấu của Lê Minh FC đang diễn ra tại sân Phước Long A nha. Mọi người cùng xem với mình nha. Ok. Giờ là mình chờ biểu diễn ở đây, trong lúc đó là Lê Minh FC đang thi đấu tại sân Phước Long Hòa quận 9. Mình đang ngồi xem livestream để cổ vũ cho đội Lê Minh. Ok, thì highlight trận đấu này mình sẽ để trong video clip này cho mọi người cùng xem nhé. Và để các bạn tiện theo dõi, tôi sẽ công bố đội hình xuất phát của hai đội bóng ở cuộc so tài ngày hôm nay. Về phía Lê Bảo Minh gồm có số 20 Trương Quang Phi, đội trưởng áo số 10 Đinh Đức Thành, cầu thủ áo số 19 Trần Long Vũ, số 6 Đoàn Văn Tài. Đó là thành phần thi đấu đầu tiên trong áo của Sacombank quận 9. Lên bóng dành cho Lê Bảo Minh, rất hay, đó là Quang Phi. Thoát người tốt, tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ Lê Bảo Minh. Một đường kiến tạo quá tốt của Quang Phi dành cho tiền đạo bằng cắt ở phía trong, đó là số 14, thưa các bạn. Trận đấu mà các bạn đã theo dõi và được chúng tôi trực tiếp trên hai fanpage, đó là Chủ lưới bóng đá cùng với VietFootball. Rất nguy hiểm, như vậy tỷ số đã được quân bay bớt đều. Đây là cơ hội tốt dành cho Lê Bảo Minh ở tình huống đá phạt cố định. Và chúng ta cùng chờ xem nhà bóng vừa cho tuyến hay. Quá đẹp mắt, thưa các bạn. Tỷ số là 2-1. Như vậy đó là cú đúp dành cho cầu thủ áo số 14 Nguyễn Thế Nhân. Rất hay. Cơ hội dành cho Minh Hoài. Quá đẹp mắt, thứ bạn. Đó là một siêu phẩm. Sẽ có một người dứt điểm ở tình nhà bóng của Trần Long Vũ. Cự ly là tương đối gần và góc sút cũng là tương đối rộng dành cho cú đá này. Trần Long Vũ. Lê Bảo Minh cơ hội, tỷ số là 3-2. Cầu thủ Lê Bảo Minh đã tận dụng quá hay ở những tình huống cố định, thưa các bạn. Quá tốt rồi, đó là cú hat-trick của số 14 Thế Nhân. We're running out.
Rồi, chạy show tiếp. Ok, let's go. Chạy show nhảy lên. Bye bye. Bye bye. Anh. Trễ giờ mình chạy qua nhiều quá đi. À, gọi giờ là gì ta? Kỷ niệm chương của nhỏ quá đi để cho cái danh hiệu mình là gì, nghệ sĩ vì cộng đồng. Ok, let's go. Đây là chùm sò. Đấy, nhờ có anh Thi mình mới được áo dài hôm nay nha anh Thi. Áo dài để làm chú rể. Anh Thi có đá banh nhà quán Niên nữa. Mọi người thường hay xem clip mấy trận đá banh của mình. Với lại nhà quán Niên là anh Thi là anh bầu của đá banh này. Rồi ngoại chụp hình cái rồi. Dạ. Thanh Thi dễ thương không? Nhớ Thanh Thi dễ thương thì nhớ like cho anh Thi lớn nha. Và đây Thi nhỏ. Rồi ra thắp nhang cái đấy. Rồi đó, thắp nhang ha. Bên phía xa các bài quân chính sẽ có sự đồng người tiếp theo. Có lẽ như Nguyễn Công Toàn là người sẽ rời sân. Rất nguy hiểm. Như vậy sau những nỗ lực thì đã có một tính toán rất kỹ càng ở cú đá này. Dứt điểm ngay của Minh Hoài nhưng nó không thành công. Không có được sự bất ngờ ở cú đá vừa rồi, bóng không vượt qua được hàng rào của Lê Bảo Minh. Vẫn là cao thủ xa các bài quân chính. Tỷ số là 4-3 rồi. Trận đấu đã khép lại. Trọng tài Huỳnh Sơn Bá đã nổi còi. Lê Bảo Minh đã thất bại rất cay đắng ở cuộc so tài ngày hôm nay trước xa các bài quân chính. Xin mời freestyle Phạm Trọng Thi. Cho các nghệ sĩ chúng ta một tràng pháo tay rất nồng nhiệt và trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ.